Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Khi vào chương trình bản tin ngắn, chúng ta trở lại thời tiền $2 của năm 1917, 104 năm rồi. Vô cùng đẹp. Một người mẹ di cư bằng chính sách của chính quyền của Biden đã chết tại phòng giam của ông Biden gần cái biên giới từ trung bang Texas. Một bà mẹ hai con 29 tuổi Honduras đã chết khi bị giam giữ tại trung tâm người di cư của chính quyền Biden sau khi cô vượt biên từ Mexico vào Texas. Người phụ nữ không có biểu hiện bệnh tật hay đau khổ nào khác trước khi phát hiện không có phản ứng trong phòng giam. Các quan chức hải quan và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ đang điều tra cái chết khi bị tạm giam giữ của người phụ nữ nhập cư Honduras, chết vì nguyên nhân chưa rõ, chỉ đầy một ngày sau cô ta vượt biên tới biên giới của Mexico và Hoa Kỳ. Các quan chức khẳng định người phụ nữ này không hề có bệnh tật và tình trạng y tế rõ ràng tại nhiều cuộc khám sức khỏe khi bị tạm giam. Theo nguồn tin của biên giới, trong cái thời gian này, các quan chức biên phòng trung bình đã giữ khoảng 20.000 người di cư mỗi ngày. Các quan chức không thảo luận cái tình trạng quá tải trong tuyên bố chính thức đưa ra vào ngày 1 tháng 9. Sự gia tăng lớn về cái số lượng những vụ bắt giữ cái đơn vị gia đình gần đây đã tăng rất nhiều. Như vậy mà chính quyền của Biden vẫn tuyên bố là cái biên giới đã đóng cửa. Nhưng mà chúng ta thấy hoàn cảnh này, nếu mà thật sự câu chuyện này được xảy ra dưới thời của ông Trump sẽ là national headline và truyền thông sẽ soi mói về chuyện này. Nhưng mà đáng tiếc đây là thời của ông Biden, họ sẽ cố gắng và che giấu tất cả những cái sự kiện tệ hại nhất từ chính quyền của ông Biden, những cái sự kiện gần như để chứng tỏ truyền thông không trung thực về cái vấn đề đưa tin tại biên giới của Mỹ. Các nhân viên y tế phải đối mặt với nhiều cái điều kiện khác nhau về những di cư tại biên giới. Các quan chức cho rằng những người phụ nữ này đã vượt biên cùng hai đứa con của mình 4 và 6 tuổi. Đây là thông điệp mà chính quyền của Biden tuyên bố để mở cửa cái biên giới. Lý do mà tại sao rất là nhiều những cái thành phố hiện giờ nó đang cho con cái của những người này đi học đến những trường công. Thì lý do mà tại sao họ cố gắng để có được cái vé, mà vé này là vé rất đau khổ của những người di cư. Tôi hiểu về điều này, người dân Mỹ hiểu về điều này. Nhưng mà chính quyền của Biden làm cho điều này càng ngày càng trầm trọng hơn. Và truyền thông đang che giấu nó để cho sự kiện này càng ngày càng tệ hại hơn. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.